Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin news thời sự ngày hôm nay. Và ngày hôm nay bọn tôi vừa nhận được một thông báo rất là kỳ quan trọng, đó chính là thế giới bây giờ cùng chúng ta đã lâm vào tình trạng báo động. Mời các vị hãy xem clip này với tôi. Đó chính là con ký sinh trùng, nó đã xâm nhập vào cơ thể của một cameraman, khiến cho bây giờ anh chị cameraman đó biến thành quái vật ký sinh trùng cameraman rồi, rất là nguy hiểm. Hiện tại bọn tôi đang ra sức để bắt bọn chúng lại, nên là nếu mà các vị hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách hãy ở nhà hoặc là an toàn, chuẩn bị súng ống đầy đủ đi. Nó mà xuất hiện là mọi người hãy báo cho chúng tôi hoặc là đề phòng nó thiệt là kỹ nha. Được rồi, chương trình đến đây của chúng tôi là hết. Cảm ơn quý vị. Ê, anh bạn đang muốn mua nick Roblox à? Ủa sao biết? Muốn có trái báo không? Cách nào? Trời ơi, shop của tôi có bán nick có trái báo đó à nha. Chưa hết đâu nha, còn có thêm ram đùng chúng nick các kiểu con đà điểu luôn. Chưa hết, còn có khuyến mãi Robux mùa hè nữa nè. Còn muốn gì thì đến ngay hiharobux.com nha. Ôi, cái bản tin này. Ừ, trong bọn chúng kinh dị thiệt luôn. Yumi ơi, sợ quá, bản tin hết luôn rồi. Hình như là chúng chuẩn bị đổ bộ đến cả thế giới này đó. Báo động. Ê, bây giờ mình phải đi chuẩn bị mọi thứ đi, nếu không mọi thứ sẽ không ổn đâu. Bây giờ tụi mình thường làm gì? Bây giờ tụi mình nên làm gì để cho lên mạng đặt súng ơi, lên mạng đặt súng đi. Ok, lên à. Đây, đặt súng, đặt súng mới được ơi, những khi súng mà cây AK nha, AK gồng xanh. Ok, AK gồng xanh nè. 4 cây, 5 cây gì đó, 6 cây gì đó. Đặt đó. Đi, đặt ở đây. Tí nữa shipper tới rồi nha. Ra liền. Đây, có một kiện bưu phẩm gửi cho hai người. Ồ, kiện bưu phẩm gì vậy? Ôi gì mà tim quá trời tim luôn vậy trời. Ui, cái này phải tim đâu, nó là khói đỏ đó. Đây, tôi đến để giao hàng, mời hai quý vị ký vào cái đơn hàng của chúng tôi. Ok. Cái okay. Gì kìa Jimmy, kiểm tra thử ấy. Đơn hàng người nhận Jimmy súng 2AK47 2B. Đâu để tôi kiểm cho, tôi kiểm cho. 2AK có rồi Jimmy ơi. 2BDW có luôn. 2MUSI RIFLE 2ALIEN ALIEN bắt tờ đúng không? Có luôn. Trời, 2DI FIRE The Fuel trái to gì đó. Rồi, có luôn, có đạn luôn rồi. Rồi, người nhận ký tên. Rồi, trời, nếu okay. Kiểm tra đơn hàng đã đầy đủ thì hai vị vui lòng ký tên giúp tôi. Rồi, tôi ký tên rồi đó. Ui, hết khói đỏ rồi. Xin cảm ơn, tạm biệt, tôi đi đây. Cảm ơn. Wow, quay, súng nhiều quá hả? Nhiều quá hả? Ê, con gì vậy? Ủa, gì vậy? Ê, con gì mà ghê gớm vậy? Camera, lấy súng ra. Mày. Ôi, ai dính xong rồi. Ôi, đúng rồi, con đó con. Ôi, bây giờ con súng bắn lẹ quá vậy. Ôi, lấy súng mới được, lấy súng nhanh đi. Rồi. Nó đánh lẹ quá kìa, lẹ. Đi. Bà súng nè, bà có súng gì rồi? À, tôi có súng này nè. Trời, súng AK nè. Đây nè, tôi có rồi. Ủa, bà có lộn cây không vậy? Nè. Cái B, lộn cây mà nổi. Ờ, đúng rồi, lộn cây nè. Đạn nè. Trời ơi, bà có đạn này chưa? Lụm luôn đó. Rồi. Cảm ơn nha. Rồi. Ủa, sao tụi nó đánh lẹ quá vậy? Mình chưa kịp chi đỡ gì luôn á. Giờ phải làm sao để chống chọi đi, tôi sợ quá mấy bạn ơi. Không biết là tụi mình có chống chọi qua khỏi đêm nay không nữa. Em mày có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu anh xây cầu cá trà. 20 năm sau anh xây căn biệt thự. 20 năm trước anh xây lâu đài ngàn sao. Trời ơi, trời, nhưng mà ơi, bây giờ trong cái làng nguy hiểm quá. Ai à, con bơi, con đi bơi quá. Ai à, con gì nó dí nó cắn ai ai ơi. Lúc lại vậy. Đó rồi, nó chết rồi. Chết rồi. Ui, nó tới thiệt luôn rồi nè. Trời ơi, đưa mày bớt cây súng nè. Mày cầm đi, mày phòng thủ thân nè. Trời ơi, ghê quá, nguy hiểm thiệt á. Con đó là con gì thì nó dí nó. Mày không qua thờ sự hả? Đúng rồi. Hả, thờ sự gì? Sáng giờ ở ngoài đường mày bẻ cát chơi có biết gì đâu. Trời ơi, thờ sự là bây giờ trong làng của mình đang có những cái con quái vật gì đó rất là kỳ lạ. Cameraman ESE. Trời ơi, ghê. Trong làng mình, ê, trong làng mình, vậy là mấy đứa kia cũng gặp nguy hiểm đó. Đúng rồi đó, bởi bây giờ chúng ta phải đi qua bển để cứu tụi nó nè. Báo không à. Đi lẹ lên. Nháo thử coi sao. Trời ơi, ui, nhiều quá. Ui, trời ơi, trời ơi, đông dữ vậy. Trời ơi, đông quá à. Trời ơi, trời ơi, tụi anh đến cứu em nè. Nháo như là cái lễ hội vậy. Ui, ơi, cẩn thận mày, nha. Mày nè. Ơi, em ơi. Con nè. Con cây mà. Ui, còn đông nữa nha. Mày. Bỏ luôn nha. Con nè. Ui, xong rồi. Cứu em xuống đây nha. Xuống đây đi em. Ai rồi. Ôi giời, cảm ơn mọi người. Ui, mấy con này sao đông quá vậy. Em không biết nữa. Tự nhiên em đang ngồi chơi game cái thấy ông ngoài. Trời ơi, mẹ mày lo chứ nghe. Không còn thật sự. Mấy con này là con cảm ơn đây. Đúng. Ui, mọi người đâu có súng vậy. Thì nó đang trên mạng. Đặt trên mạng chứ đâu mà có sẵn đâu à. Cũng được. Ủa, nhưng mà mấy đứa
gái đâu rồi. Cammy vô đồ á. Cammy, Cammy đúng rồi. Sáng giờ em chưa thấy về nữa đúng rồi. Ủa, trời ơi, luôn sáng giờ. Trời ơi, có khi nào nó bị ăn thịt rồi không? Trời ơi, quý vị qua lẹ đi, 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 đi. Nó đi từ sáng mà giờ chưa về là có điềm rồi đó, qua lẹ đi. Không chừng nó bị ăn thịt luôn vậy. Oh no. Đi, 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 mọi người ơi. Đi, 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 đi. Có còn nào không nữa? Bình yên, bình yên. Bình yên mà. Có gì đâu. Đâu có gì đâu. Không có cái gì luôn. Ở trong có gì đâu. Chứ tưởng trong này đâu. Có tiếng kìa mấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi, quá à. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cái siêu thị này luôn rồi mọi người ơi. Nguy hiểm thiệt á. Xâm chiếm cả làng rồi, xâm chiếm cả làng rồi. Trời ơi, ơi. Giờ đâu đâu. Trời ơi, nguy hiểm quá à. Đâu nguy hiểm giờ gì mà đi chung với nhau đi. Làng mình không có coi tin tức gì hết á. Nhà ơi, có nghĩa mình bạn đi chơi đó. Ơi, bây giờ qua nhà của anh đi. Mình chấn đồ đi, mình thủ thôi, nhanh lên. Đi, 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 đi. Trời ơi, ông chặn hết cái nhà ông lại rồi hả nha. Tự nhiên rồi, phải chặn lại thôi. Lỡ mà nó có chuyện gì thì chết luôn á. Trời ơi, trời đêm rồi kìa. Ui, trời ơi, ui, ủa này có cái cửa kìa, sao tôi không chặn à? À, chặn cái cửa lại, từ từ. Đâu đâu, chặn đi, chặn đi. Oh my god, nhìn kìa. Ôi, mấy con ký sinh trùng này nhìn ghê quá à. Trời ơi, ký sinh trùng gì đâu mà sao có cái camera ghê quá à. Cái con gì kìa, như con nhớ nè. Nhìn ghê quá à. Ôi, con kìa mọi người. Ôi, con leo lên đây kìa. Ôi, leo lên đây luôn à. Quay thương bên đây cũng nhìn con. Nhìn, nhìn, nhìn tởm quá à mọi người ơi. Nó nhanh lên, đừng để nó leo đây ơi. Đừng băng em. Trời ơi, ghê quá à. Mày trời ơi, ghê quá à. Mấy anh cố gắng phá cửa ra vô đó. Mọi người đừng để nó phá. Đông quá trời. Đừng để nó phá cửa. Mày trời ơi. Ê con này chạy nhanh nè. Mày có nhiều quá. Mày hả con. Mọi người ơi. Mày bên ngáo còn đông lắm nè. Cửa sạch ơi, cửa sạch ơi, cửa sạch ơi. Còn bên đây, còn bên đây, còn bên đây. Còn bên em, còn bên em. Sạch ơi, sạch ơi. Còn một con bự nè. Ôi ra đây bị lớn. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Đi cửa sau đi cái mi chạy cửa sau nè. Con cái nóc nhà con. Ôi cái mi cửa sau vô đi. Nóc nhà con nè. Vô lẹ vô lẹ vô lẹ anh chặn lại. Trời ơi đi sao lẹ rồi trời. Đi đứng ra đi rớt xuống dưới thiệt chứ. Bắn kìa anh đang bắn em đứng trước nòng súng của anh. Mày nè. Không có súng mày luôn lại đi sao đi. Không có súng đâu, đứng ngoài xa đi. Trời ơi đi đây nè, còn dưới nó đắp dưới. Còn nữa kìa, còn mấy con à. Ê, mình chưa kiểm tra phía sau nhà. Bây giờ mình mới coi phía trước nhà. Chạy lẹ anh Hữu. Đâu? Ôi trên cây có con kìa. Không ơi, bật đây nè. Ôi, ghê đi. Rồi, xong. Này, sao đây rồi. Chưa. Ôi, kiểu này hoài tụi mình hết đạn á. Ôi, với tình hình như thế này, mình càng bắn thì mình càng hết đạn đó. Ôi, vậy chứ giờ chúng ta phải làm sao đi nha. Tới hoài nè. Ôi, cái càng ngày cái đến càng đông mà. Bây giờ mình phải đi qua bên nhà tù đi, nơi đó có chỗ để cho mình tiếp tới đạn hay là súng đâu đó. Ôi, được rồi, bây giờ chúng ta nhanh chân qua đi qua bên nhà tù đi. Đi. Ừ, rồi, rồi. Chúng ta đi rồi. Tàu hủng quanh đó đi. Đi hỏi em ơi, đi 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 đi. Đi 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 đi. Ôi, mở gì vậy? Đi 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 nhanh mọi người, qua bên cái nhà tù nhanh lên. Thôi, để còn lấy vũ khí nữa. Lên lên. Ôi, nhìn kỹ xung quanh nha mọi người ơi. Thôi kìa. Trời ơi, đi vô mà. Làng ở đây cũng bị như là quá trời ơi, bị bên ra luôn kìa. Quá trời ơi. Coi kìa, dân làng bây giờ ở đây biến đổi thành những con camera SE luôn rồi. Trời ơi. Ôi ôi ôi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, qua làng, qua làng. Trời ơi, sao mình không biết cái này sớm hơn, mốt mình đi phá làng phá xóm rồi. Phá ông đồ gì mà. Xong cái người này ở đây nhanh đi mọi người. Xong cái này tao bắt mày vô tù luôn. Ok. Bắt mày ai có mày này luôn. Đi 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 mọi người. Đi 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 em ơi, đi em ơi, đi em ơi. Tao có súng rồi. Ê bà. Cái gì vậy? Mọi người đi đi theo em ơi, bên đây có cái con gì tao đụng mấy ghê lắm, trời má lửa luôn. Nhanh lên nhanh lên. Ơ gì vậy? Ơ. 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 Ơ
ơi. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sáng rồi. Cuối cùng đi chợ cũng sáng đi á, cũng quay trở lại mình đi rồi. Ơi, Kemi được thoát ra rồi. Trời ơi. Kemi vô bụng luôn mà. Ừ. Hả? Hả? Nói gì không nghe hết vậy? Thôi cho nó đang sang chứng tâm lý rồi, kệ đi kệ. Thôi đi về đi.